Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin báo Anh gốc thuyền nhân từ Sài Gòn đã khiến cho Trần giữ nền đạo đức cho Mark Zuckerberg. Trả lời tờ báo Anh, tờ Sunday Times vào hôm 24 tháng 10 năm 2021, bà Trần đã nói về gốc gác gia đình là thuyền nhân sau cuộc chiến Việt Nam đã phải vươn lên ở đất Mỹ ra sao. Trong bài viết Kim chỉ nam đạo đức của Mark Zuckerberg, bà Trần đã kể lại khá nhiều về cuộc hôn nhân của hai người, về lối sống được giáo dục từ nhỏ và cuộc sống gia đình hiện nay với tỷ phú Zuckerberg, ông chủ của Facebook. Đây là hình ảnh bà Trần và Mark Zuckerberg đã làm lễ thành hôn ở Palo Alto vào năm 2012. Cuộc nói chuyện dài với nhà báo Kristi Lang đề cập đến sự tương phản giữa cuộc sống của cặp đôi nổi tiếng này thời thơ ấu. Tác giả Christian Lang viết rằng, Trần là con gái của một gia đình di dân Hoa Việt lớn lên đã bị gặp cảnh kỳ thị và tuân theo nguyên tắc sống là gặp khó khăn thì hãy nín nhịn, nỗ lực hơn. Từ nhỏ, Trần đã quen với cảnh cha, bà và ông Derek Trần và bà mẹ là Yvonne làm việc 18 giờ mỗi ngày ở quán ăn châu Á tại Boston, Hoa Kỳ. Theo đài BBC tìm hiểu, quán có tên là Task of Asia do cha bà đã mở ra sau khi định cư tại Hoa Kỳ. Sau này quán được sang tên cho chủ khác và có tên mới là Phở và Tôi. Bài báo đã đăng bức ảnh bé Trần do mẹ bế và ghi chú thích là bà mẹ là người tị nạn gốc Hoa từ Việt Nam để chứng minh cho sự tương phản, kèm đó là ảnh cậu bé Mark hồi nhỏ năm 1984. Cũng xin mở ngoặc rằng một số tờ báo Việt Nam như Dân Chí vì không hiểu tiếng Anh đã gọi cha mẹ của Trần là người Trung Quốc từng sống ở Việt Nam. Các báo Việt Nam cũng rất thích nhấn mạnh vào sự may mắn của cô gái gốc di dân cưới được tỷ phú. Điều hoàn toàn trái với những gì truyền thông Hoa Kỳ mô tả về vai trò quan trọng của Trần đối với chồng. Là người gốc Sài Gòn đã di tản sau năm 1975, cô đã có rất nhiều ảnh hưởng. Và bản thân Trần đã xác nhận tôi là người gốc Hoa, nhưng cả hai họ nội ngoại của cả gia đình đều sống tại Sài Gòn và họ muốn đi vượt biên, tức là sau năm 1975. Đây là hình ảnh hàng triệu người Việt Nam gốc Hoa đã vượt biên sau năm 1975. Việc ông bà của Trần đưa các con đi các chuyến trên biển và chia ra là vô cùng mạo hiểm, để nếu đứa này chết thì còn có đứa kia là bài toán mà người Mỹ bình thường không hiểu. Theo lời vợ của Mark Zuckerberg kể lại trong bài báo về những cảnh này, mẹ của Trần đã vượt qua biên giới khỏi Việt Nam vào năm 12 tuổi và đã ở lại trại tị nạn của Thái Lan vài năm. Yvonne sau đó gặp Dennis, bạn của anh trai, và hai người cuối cùng đã đoàn tụ với các thành viên khác trong gia đình ở Mỹ. Mark Zuckerberg thì sinh ra trong một gia đình gốc Do Thái trung lưu tại New York và được ăn học đàng hoàng. Hai người đã gặp nhau tại Đại học Harvard, nơi Trần kể lại là tôi thấy mình không hợp với họ. Ai cũng nói một giọng giống nhau. Hai người kết hôn vào năm 2012 và hiện có hai con gái, August và Maxima. Bài báo cũng muốn nhấn mạnh rằng gốc gác di dân từ Việt Nam của Trần đã khiến bà là người kéo chồng trở lại thực tại và muốn làm các công việc từ thiện. Các hoạt động này dẫn tới chỗ họ lập ra quỹ Trần Zuckerberg với hy vọng sẽ giúp được nhiều người. Theo bà Trần giải thích, việc đặt chữ Trần trước Zuckerberg chỉ đơn giản là họ chọn cách ưu tiên theo Alpha Beta. Đây là hình ảnh Trần và Mark Zuckerberg quảng bá cho quỹ từ thiện của mình. Trang của họ nói họ muốn dùng công nghệ và các giải pháp từ cộng đồng để tạo ra tương lai cho tất cả mọi người, không loại trừ ai. Công tác từ thiện này là cao quý và Trần cũng đang là kim chỉ nam cho định hướng luân lý của chồng, nhưng tác giả Lăng đã đặt câu hỏi liệu nó bù đắp được bao nhiêu cho những điều tai hại mà Facebook đã bị cáo buộc gây ra hay không. Chưa kể lời cáo buộc của nhà báo được giải Nobel Hòa Bình năm nay là Maria Reza đã nói Facebook là mối đe dọa cho nền dân chủ, bà Christian Lang đã hỏi. Và mới đây nhất, 17 tờ báo và cơ quan truyền thông quốc tế gồm có Washington Post vào hôm 25 tháng 10 cũng nêu cáo buộc ông Mark Zuckerberg đã đích thân ký cam kết với chính phủ độc tài của Việt Nam
để hạn chế những bài viết được gọi là chống phá nhà nước. Trả lời đài BBC vào hồi cuối năm 2020 về vấn đề này, Facebook cũng thừa nhận phải chặn những nội dung bị chính phủ Việt Nam yêu cầu xóa, nhưng để cho mọi người bên ngoài vẫn xem được. Kết luận bài phỏng vấn trên tờ magazine của Sunday Times, nhà báo của trang báo Anh đã nói bà hy vọng trách nhiệm đáp trả lại của mạng xã hội Facebook sẽ được cặp đôi Mỹ trẻ tuổi có thế lực nhất thế giới làm thật như lời hứa của Trần. Được biết vào hồi năm 2015, sau khi con gái Maxima ra đời, họ đã nêu cam kết sẽ hiến tặng 99% tài sản, bắt đầu bằng việc mỗi năm sẽ hiến tặng 1 tỷ đô la cho công tác từ thiện. Cuối năm ngoái, Mark Zuckerberg đã đối mặt với sự lựa chọn là tuân theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc kiểm duyệt những người bất đồng chính kiến chống chính phủ, hoặc có nguy cơ bị đuổi ra khỏi một trong những thị trường béo bở nhất của Facebook ở châu Á. Đây là hình ảnh Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 21 tháng 7 đã khởi tố Facebooker Phan Hữu Điệp Anh vì đã đăng tải thông tin và hình ảnh về người tự thiêu trong dịch COVID-19 ở Việt Nam. Và cũng tại Việt Nam, gần đây đã có rất nhiều người bị phạt và bị bắt giam liên quan đến đăng tải thông tin, bình luận, quan điểm cá nhân trên trang Facebook của mình. Ở Mỹ, giám đốc điều hành của một công ty công nghệ này là người đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận, đã miễn cưỡng xóa bỏ ngay cả nội dung độc hại và gây hiểu lầm ra khỏi Facebook. Nhưng ở Việt Nam, việc duy trì quyền tự do ngôn luận của những người đặt câu hỏi với các nhà lãnh đạo chính quyền có thể phải trả một cái giá đáng kể ở một quốc gia nơi mạng xã hội kiếm được doanh thu hơn 1 tỷ Mỹ Kim hàng năm, theo ước tính của Tổ chức Ân xá Quốc tế vào năm 2018. Vì vậy, cá nhân Zuckerberg đã quyết định rằng Facebook sẽ tuân theo các yêu cầu của Hà Nội, theo ba người quen thuộc. Với quyết định này, nó với điều kiện giấu tên, mô tả các cuộc thảo luận trong nội bộ của công ty đã chia sẻ như vậy. Theo các nhà hoạt động địa phương và những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận, trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam vào hồi tháng 1 năm 2021, Facebook đã gia tăng sự kiểm duyệt đáng kể với các bài đăng chống nhà nước, giúp chính quyền kiểm soát gần như toàn bộ mạng xã hội này. Và vai trò của Zuckerberg trong quyết định ở Việt Nam là điều chưa từng được báo cáo trước đây, thể hiện quyết tâm của anh ta không ngừng đảm bảo sự thống trị của Facebook, đôi khi phải trả giá bằng các giá trị đã tuyên bố của anh ta, theo các cuộc phỏng vấn với hơn một chục nhân viên cũ chia sẻ. Đặc tính đó đã được Franz Haugen, cựu giám đốc sản phẩm của Facebook, nêu ra trong một loạt khiếu nại tố giác trình lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là hình ảnh Mark Zuckerberg đã điều trần trước Quốc hội Mỹ vào hồi năm 2018 về việc dữ liệu của 50 triệu người dùng bị lộ. Mặc dù không rõ liệu tổ chức chứng khoán của Mỹ sẽ xử lý vụ việc này theo đuổi hành động chống phá cá nhân của Zuckerberg, nhưng những cáo buộc của người tố cáo đưa ra được cho là thách thức lớn nhất với sự lãnh đạo của Zuckerberg đối với công ty truyền thông mạng xã hội quyền lực nhất trái đất này. Các chuyên gia cũng nói rằng tổ chức của Mỹ cũng có quyền tìm kiếm lời công khai, phạt tiền anh ta và thậm chí loại bỏ anh ta khỏi vị trí chủ tịch, có khả năng đào sâu hơn về những gì anh ta biết và anh ta biết khi nào. Mặc dù quan điểm trực tiếp của anh ta hiếm khi phản ánh trong các tài liệu, nhưng những người làm việc với anh ta nói rằng dấu vân tay của anh ta xuất hiện khắp mọi nơi. Đặc biệt, Zuckerberg đã đưa ra vô số quyết định và nhận xét thể hiện sự quyết tâm cứng rắn với quyền tự do ngôn luận. Ngay cả Việt Nam, công ty nói rằng lựa chọn kiểm duyệt là hợp lý để đảm bảo các dịch vụ của chúng tôi luôn khả dụng cho hàng triệu người tin cậy vào chúng tôi mỗi ngày, theo một tuyên bố cung cấp cho tờ báo Washington Post chia sẻ. Facebook mới đây cũng công bố lợi nhuận công ty trong quý gần đây đã tăng lên hơn 9 tỷ đô la, tức là tăng 17%, và số người dùng Facebook đã tăng lên 2,9 tỷ người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 12 năm 2021 với bản tin Báo Anh, gốc thuyền nhân từ Sài Gòn đã khiến Trăn giữ nền đạo đức cho Mark Zuckerberg. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.